À tắt. Nhưng mà đi còn dữ á. Uổng quá ngay chỗ đây nè, nó bị chỗ đây một xíu á. Đưa cái hình cũ anh coi. Đó thường thường thè bị ra. Em nói luôn cho dễ. Đó, nó móp lên nè. Chủ thật thè gặp người thật thè hai bên. Mình cứ rõ ràng với nhau như vậy á, cho nó được thì mua, không được thì thôi. Đó. Thích vậy á, chứ còn mà không có kiểu mà cứ đi rồi kêu là xe bạn. Rồi cho xử lý cho anh đi. Đó, khách điện toàn kêu muốn đổi xe của toàn. Nhưng mà xe nó bị lỗi như vậy á, có lấy không? Toàn kêu được, nếu mà anh có cái hình cũ với lại nó không bị nặng á thì toàn có thể toàn lấy với toàn bán, toàn nói cho người ta. Đó, nhưng mà đối với điều kiện anh phải chính chủ một chủ. Chứ còn nhiều chủ hay là thông qua nhiều tay á thì không biết đụng như thế nào á thì em cũng ớn. Tại vì có nhiều cái trường hợp á anh chị đụng nhưng mà dẫn đến này, anh thay đồ hãng hết đây. Anh chị đụng mà dẫn đến ảnh hưởng đến người hay gì đó em sợ lắm. Nên là mang mua những cái xe đó nó mắc không lông lắm, nên là anh chị bị đụng á là một là anh chị phải có hình ảnh cũ, hai là thí dụ phải rõ ràng anh chị. Chứ mà kia thì xe thì 50.000 cây anh chị, một chủ mua từ mới, anh đi cũng dữ dinh. Nó thực sự là mùa đây cũng đói xe quá. Cái chất nó đẹp nhưng mà đụng nhẹ thì em vẫn thu cho người ta và em bán, em nói anh chị. Em bán em nói rõ. Đó, xe 7 chỗ mấy dầu. Tình trạng là như vậy. Anh chị nào mua được thì ủng hộ em to. Còn không mua được thì chờ xe khác. Thì số 23479 anh chị. Số đẹp. Anh chị nào mà biết mấy cái mối mà ở Sài Gòn bán xe ngủ quý mà mấy xe đời cũ á, mà số đẹp thì chỉ em nha. Với lại xe máy nữa, biển ngủ quý thôi nha anh chị, chứ còn mấy cái biển mà hai thứ quý em nhiều lắm, em không chơi anh chị. Sao rồi? Ở dưới kia cho nó ổn định cho em. Dạ rồi, bữa nay gắn còn đâu vô nữa là đâu mấy cái van, mấy cái cúc phải gắn cho nó bị xì sọt nước tùm lum hết. À, cái máy bơm. Dạ. Ừ. Xe mới về nữa nè anh chị. Xe này giờ có 400 mấy á. Xe này em theo ảnh cũng lâu lắm rồi. Giờ anh mới để cho em. CX5 anh chị. CX5 20 à. Ồ. Cánh tay đổ bê tông của anh Toàn. Tao thấy mày tao sợ luôn á. Không biết à. Ngôi sao may mắn của em anh chị. Cái này à, đi 40.000 cây bảo dưỡng hãng anh chị. Lên màn hình OLED đây nè. To như cái tivi. À, xe này có 400 mấy lo bot lo đồ 2.0 à, crossover 5 chỗ mà ít cây số, đời cũng cao anh chị. Thằng này đời này 25 anh chị, 25. Ủa cái này 14 hay 15 nè em? Coi lại sổ coi, biển số 95556 anh chị nha. Còn này thì có 500 mấy á. Cái này Outlander này em qua em mua ở Cần Thơ anh chị, có 50.000 cây à, 29, 7 chỗ rộng rãi, 14 đúng không, bán 400 mấy anh chị. Qua giờ về cũng nhiều, đang đi dọn dẹp tút tiết rồi anh chị. Máy xe Elantra, xe Zinger cũng bán rồi anh chị. Zinger đó đẹp số tự động bán rồi. Còn kia là cái phòng da anh chị nha, cái phòng da phần nâng cấp nội thất cho anh chị. Thì em sẽ làm một video giới thiệu chi tiết về cái phòng đó sau anh chị ha. Mấy xe này thì hôm qua em có quay rồi. Mấy xe mới thì mấy bạn mang xuống kho cha rồi. Rồi hết rồi anh chị nha. Có xe bán gì anh chị à, liên hệ giùm Toàn. Rất là cần nhập nhiều anh chị nha, nhập nhiều tại thời điểm này, nhập cho nó xung không khí, cho nó sơm anh chị. Anh chị tới tham quan cũng được anh chị nha, không cần mua, tới cho nó vui. À, em mang nhiều xe nhiều chủng loại xuống để cho anh chị à, tham quan.
trải nghiệm, không nhất thiết là phải mua đâu nha anh chị. Đó, anh chị nào mê xe, thích về xe cứ tới chạy thử kiểm tra, tới coi rồi tham khảo thôi nha anh chị. Còn chị nào mua thì chạy thử anh chị. Anh chị không mua anh chị tới chạy thử Sài Gòn, nó không phải như Gia Lai. Ra vô nó cực quá anh chị. Anh chị nào mua thì hẳn chạy thử, còn anh chị nào không mua thì tới tham khảo dòng này, dòng kia, loại kia, nhân viên em sẵn sàng và tiếp chuyện và hỗ trợ anh chị hết mình anh chị ha. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, tiếp theo mấy cái xe mới về nữa anh chị. City nè. City RS 221 anh chị. Mới thu vô 400 mấy anh chị. 475. Cái này em khách mua của em. Mấy bữa mua em hơn 500, giờ bán lại 475 đúng không? Đó. Mới mua em được đâu mấy tháng á, bây giờ có việc nên là để lại cho Toàn. Anh chị nào quan tâm xe này thì liên hệ nha. 221 đi có hai mấy ngàn cây à. Đó. Còn đây là cái Elantra Turbo mấy ngàn cây, 8.000 cây à. C8 Luxury nha anh chị. Mazda Sport. Mazda Sport. C8 Luxury. Cái này 221 anh chị. Cái này 221. Em còn chiếc Brandom nữa, Gia Lai nữa nha anh chị. Đó, cái này 58.000 cây, cái này Luxury 221. Còn rất là sạch sẽ anh chị nha. Giá này nó gửi bằng cái C5 thôi. Mazda Sport nha, 220 có 540 mấy triệu à. Đó, Mazda mẫu Sport anh chị. Halus này, Halus nó có 15.000 cây à. Halus đây có 500 mấy anh chị, có 15.000 cây 221. Mới tin, mới lấy. Đó, Halus đây 15.000 cây, rất là mới anh chị nha. Nó mới. Lên nắp thùng của Vigo này em có hai chiếc Halus. Còn đây là cái Mazda 3. Mazda 3 anh chị nha, Mazda 3. Ấy ấy, xếp gọn xe lại. Có khách trước kìa. Mazda 3 này anh chị, hơi dơ. 218 anh chị. Ủa, nội thất màu trắng dơ quá. Nội thất trắng đen dơ quá anh chị. Màu xanh Kawasaki cũng đẹp nè. cây anh chị. Đó, vô lăng còn rất là đẹp nè, 218 đó. Nó thắt đen trắng. Cái này rửa ra thì nó sạch, nó sang anh chị. Lên màn hình Android hết rồi. Đó. Cửa nóc hơn 4 đồng. Còn đây cái City L mới mua có mấy ngàn cây cái này. Cái này như 2000 mấy, có 400 mấy anh chị. Cái này 2000 mấy, 3000 cây. Cái này bản L màu trắng anh chị. L chìa khóa thông minh nè. Mới đi xuống dưới Long An mua nè anh chị. 3.000 cây, 2.000 mấy, chạy về Gia Lai, chạy về đây 3.000. Long An hay Tiền Giang quên mất rồi, mới mua xong, mới chạy về xong anh chị. Số 2 là Tiền Giang hay Long An ta? Không nhớ nữa. CLV. Chevrolet nè anh chị. Mazda 3. Đó. Mấy chiếc. Xếp gọn xe lại. Mệt. Mấy chiếc anh chị. VinFast bán rồi anh chị nha. Sơ qua cái phòng đang còn design lại nữa anh chị. Ủa,
Rồi, đi vậy. Cho ra tập hợp xe vô hết đi để gọn lần trước đi. Hết chỗ để lần trước rồi. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Có xe cũ bán thì liên hệ gấp giùm em Toàn nha. Đang cần mua nhập rất là nhiều xe lướt, ít cây số, hoa hồng cao cho anh em giới thiệu nha anh em. Có là anh em hú liền nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xong chưa? Anh trai anh đi chơi, anh mua xe Toàn được 4 tháng rồi anh chị. Nhưng mà anh đi chơi cái tiền giờ nó mất lạnh cái anh chán quá anh kêu thôi bán luôn. Chứ giờ sắp xe đi chơi mà nó hư máy lạnh. Nhiều lúc anh em tâm lý thôi chứ còn mà này nó không có ảnh hưởng gì đâu. Tại vì xe cũ anh chị 50 chạy được nhiều ngàn rồi, 50 ngàn rồi đúng không? 59 ngàn. Nhiều lúc cái điện đài hay lâu quá mình không chạy á, rồi nó xúc dây xúc đồ hay gì đó thì mình kiểm tra thôi. Nhiều anh chị bức xúc quá nên là mới mua lần xe lần đầu á, đi chơi mà tiện không có lạnh nó bức xúc quá. Anh kêu thôi giờ tới bao nhiêu cũng bán. Em kêu thì nếu mà nằm trong đây nè, thường thường cái lốc lạnh nó kêu á, nó mới gọi là hư lốc lạnh. Cái đây á, đây bật AC nó cũng bình thường á. Nhìn chị mua xe cũ mà sợ lo lắng nhiều quá. Tùy thôi, em kêu một là bán, hai là em không biết sửa đâu hay không biết làm, em làm cho. Để xe lại em làm cho, còn bán thì em mua thôi. Suy nghĩ đi, bán thì vô lấy tiền. Bán luôn hả? Làm gì mà sợ cỡ đó vậy? Bán em lấy mấy cục. Lấy đi. 2 ngày trời không có lạnh luôn à. Ok. Tùy quyết định. Một là Toàn sửa cho, hai là bán lụm tiền. Vui vẻ là được à. Mà nói rồi, nói bán thời điểm này lỗ lắm. Rớt giá lắm mà cứ quyết định bán thôi. Tùy anh chị thôi. Chứ giờ em bảo hành máy móc rồi này nọ thôi, chứ còn mà mấy cái đó thì nhiều lúc xe cũ mà nó xui rủi thì nó bị xíu thì để Toàn xử lý được thì ok, còn không xử lý được thì Toàn hỗ trợ. Cái này Toàn hỗ trợ mặc dù hết bảo hành nhưng mà anh vẫn không thích cái phương án đó, anh thích bán. Bán thì lụm tiền nhanh gọn anh chị, sao cũng được, em sao cũng được. Ủa, để hỏi thử sang tên chưa ta? Ủa, vậy lấy cái xe này cho ảnh đi. Nãy em đi mua xe gì? Dạ, Elantra. Elantra đẹp không? Dạ, đẹp. Lấy, vậy để chở về nhà luôn, chở về nhà rồi bỏ đồ luôn. Nhà ở đâu? Ở quận 10 á. Cho tài xế chở ảnh về nhà luôn, rồi bỏ đồ xuống. Bán mà hai bên không vui nha. Bán xe không có gì đâu mà sợ, cái bình thường đó đâu, thè nó chết máy hay gì chứ còn lạnh là nó không phải bị lốc lạnh đâu, thoáng lốc lạnh là cũng không đúng đâu. Nó cứ như vậy mà nó dậy miếng của em, cái đời nó lạnh miếng mà đời 2 ngày luôn, nó vẫn như vậy. Không, nó đã mất nguồn là nó không có lạnh đâu. Nhiều lúc điện đài chuột trắng vô xử lý rồi chở anh về, rồi lấy hết đồ anh tháo mấy cái đồ nè. Ủa, xe đây sang tên chưa vậy? Mấy triệu? Chục triệu à? Ủa, gốc hồi xưa nó ở đâu? Sài Gòn à? À, xe này như biển số đẹp lắm nè. Lấy mất cái biển số hả ta? Anh nhớ xe này của ông... cái ông gì ở tỉnh ủy? Đâu? Số tiến lên mà. Số nhiều em? Hả? 89778. 89778. Rồi vậy vô làm thủ tục rồi chở anh về thôi, về cho nó xong rồi dục đi sửa nó máy lạnh đi, mất lạnh rồi. Ồ,
tôi chồng chủ xe kia.